Chương trình thời sự buổi tối của Vietcetera TV được bảo trợ bởi Domaville Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình tin tức tổng hợp của đài Vietcetera TV với phần trình bày của Thanh Thảo trong buổi phát hình ngày thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2024. Sau đây là phần lược qua vài tin chính trong ngày. Tổng thống Joe Biden khép lại nhiệm kỳ của mình bằng một cơn lốc ngoại giao. Thống đốc North Dakota Doug Burgum là lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Nội vụ. Cổ phiếu của các nhà sản xuất vaccine nổi tiếng lao dốc sau quyết định của ông Trump. Jared Kushner sẽ đóng vai trò then chốt của chính quyền Trump tại Trung Đông. Donald Trump đang phá vỡ một chuẩn mực đã tồn tại từ lâu tại Washington. Chiến dịch ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Iran vào Israel đã nhận được giải thưởng. Và đó là vài tin chính trong ngày. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thống đốc North Dakota Doug Burgum là lựa chọn của ông Donald Trump cho vị trí Bộ trưởng Nội vụ. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố tại một cuộc dạ tiệc cho Viện Chính sách nước Mỹ trên hết tại Mar-a-Lago rằng thống đốc North Dakota Doug Burgum là lựa chọn của ông cho vị trí Bộ trưởng Nội vụ. Ông Trump đã hé lộ thông báo trong bài phát biểu của mình gọi ông Burgum là đáng kinh ngạc và nhấn mạnh đến vai trò mà ông dự kiến sẽ đảm nhiệm cho việc giám sát các chính sách quản lý đất đai và năng lượng của Hoa Kỳ. Ông Trump cho biết thông báo chính thức sẽ diễn ra ngày thứ Sáu. Ngoài ông Burgum, ông Trump đã tiết lộ hai lựa chọn khác cho các vị trí quan trọng trong chính quyền của mình. Robert F. Kennedy Jr. đã được chọn là Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và luật sư bào chữa của ông là Todd Blanche sẽ giữ chức Phó Bộ trưởng Tư pháp. Những lựa chọn này đánh dấu một số lựa chọn công khai đầu tiên cho nội các mới của ông Trump, báo hiệu sự tập trung của chính quyền của ông về chính sách năng lượng, y tế và pháp lý. Cổ phiếu của các nhà sản xuất vaccine nổi tiếng lao dốc sau quyết định của ông Donald Trump. Thị trường chứng khoán chứng kiến sự sụt giảm đáng kể đối với các nhà sản xuất thuốc chích ngừa lớn sau thông báo của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc lựa chọn ông Robert F. Kennedy Jr. là Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Ông Kennedy được biết đến với lập trường chống chích ngừa, từ lâu đã nêu lên những lo ngại về tính an toàn của thuốc tiêm chủng. Điều này đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng y tế. Việc đề cử ông ta đã dẫn đến sự sụt giảm đối với các công ty như Moderna và Novavax, giảm tới 6% khi thị trường đóng cửa, trong khi Pfizer thì chứng kiến mức giảm gần 2%. Ông Kennedy đã cam kết sẽ xem xét lại tính an toàn và hiệu quả của vaccine nếu được xác nhận, nhưng bảo đảm với công chúng rằng ông không có ý định loại bỏ thuốc chích ngừa khỏi danh sách lựa chọn, mà thay vào đó là thúc đẩy những quyết định sáng suốt trong việc chăm sóc sức khỏe. Diễn biến này làm nổi bật ảnh hưởng tiềm tàng của các quyết định chính trị đối với chính sách y tế công cộng và niềm tin của nhà đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Hài cốt một người lính tử trận trong đệ nhị thế chiến đã trở về với gia đình ở Pennsylvania. Yeadon, sau hành trình đáng nhớ kéo dài 81 năm, binh nhì Joseph Corco của quân đội Hoa Kỳ, một anh hùng thế chiến thứ hai cuối cùng đã trở về nhà. Di hài của ông được xác định thông qua phân tích DNA, được an táng tại quê nhà ở Yeadon, Pennsylvania. Corco là một thanh niên 22 tuổi đến từ Overbrook đã mất tích trong khi chiến đấu ở Ý Quốc vào tháng 9 năm 1943. Gia đình của anh, đặc biệt là hai người cháu gái của anh là Donna Duranti và Joanne Sparta, đã dành nhiều năm để tìm kiếm câu trả lời. Họ đã gửi vô số lá thư cho quân đội, mỗi lần đều nhận được tin đau lòng rằng không thể tìm thấy hài cốt của anh. 2 năm rưỡi trước, một bước đột phá đã đến khi quân đội yêu cầu các mẫu DNA từ hai chị em. Các phân tích ra sau đó cho thấy Coco đã được chôn cất tại một nghĩa trang của Ý cùng với những người lính Mỹ vô danh. Sự trở về của Coco được đánh dấu bằng một buổi lễ xúc động, nơi mà anh ta được vinh danh vì sự hy sinh của mình. Các người cháu gái của anh là những người chỉ biết anh qua những câu chuyện cuối cùng đã có thể kết nối với một phần hữu hình trong lịch sử gia đình của họ. Một minh chứng cho lòng dũng cảm của anh và là một biểu tượng mạnh mẽ cho sự phục hồi và hy sinh. Câu chuyện này như một lời nhắc nhở về di sản bền bỉ của những người đã chiến đấu vì tự do của chúng ta và niềm hy vọng vững chắc mà các gia đình nắm giữ, ngay cả sau nhiều thập niên bất ổn. Hệ thống cáp treo mang tính biểu tượng của San Francisco có thể bị đe dọa vì thâm hụt ngân sách.
hệ thống cáp treo mang tính biểu tượng của San Francisco có thể sớm phải đối mặt với sự gián đoạn lớn vì thâm hụt ngân sách đang rình rập trong cơ quan giao thông vận tải của thành phố San Francisco. Giám đốc điều hành Jeffrey Tumlin đã báo cáo rằng cơ quan này phải đối mặt với khoản thâm hụt dự kiến gần 300 triệu Mỹ Kim vào tài khoá 2026-2027. Do đó, những biện pháp cắt giảm ngân sách nghiêm trọng đang được cân nhắc, bao gồm cả việc có thể đình chỉ 3 tuyến cáp treo lịch sử California, Mason và Hyde, cũng như là tuyến xe điện F-Market có thể tiết kiệm được vào khoảng 33 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Du khách và những người dân địa phương đều nản lòng trước tin tức này. Tony Poon là quản lý nhà hàng Buena Vista trên phố Hyde lưu ý rằng cáp treo là điểm thu hút đáng kể đối với du khách. Ngoài ra, cựu thị trưởng Willie Brown là người đóng vai trò trong việc bảo tồn cáp treo vào thập niên 1980 cùng với Dianne Feinstein đã bày tỏ sự phẫn nộ về khả năng đình chỉ. Sự thiếu hụt ngân sách đã trở nên trầm trọng hơn vì dự luật thất bại, dự luật L thưa quý vị, và dự luật này có thể tạo ra tới 25 triệu Mỹ Kim cho quỹ giao thông công cộng. Hơn nữa, thành phố dự đoán sẽ gặp phải thách thức trong việc bảo đảm nguồn doanh thu mới theo chính quyền liên bang hiện nay. Để ứng phó, thành phố San Francisco đang tìm các hợp tác khu vực và xem xét một biện pháp bỏ phiếu như là giải pháp khả thi nhằm bảo đảm nguồn tài trợ và bảo tồn các tuyến giao thông lịch sử này. Jared Kushner được kỳ vọng là sẽ đóng vai trò then chốt của chính quyền Trump tại Trung Đông. Vai trò của Jared Kushner là con rể của ông Trump trong chính quyền của ông Donald Trump thường thu hút sự chú ý đáng kể vì mối quan hệ chặt chẽ của ông với cựu tổng thống, với tư cách là con rể và sự tham gia của ông ta vào chính sách Trung Đông. Vai trò then chốt được mong đợi này mặc dù không có vị trí chính thức nào trong chính phủ, nhưng lại phản ánh lịch sử làm việc hậu trường của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, đặc biệt là với các sáng kiến chẳng hạn nhiệm định Abraham. Kushner được kỳ vọng là sẽ hoạt động như một cố vấn bên ngoài thay vì giữ một vị trí chính thức trong chính phủ. Cách tiếp cận này cho phép đưa ra ý kiến mà không có nghĩa vụ gắn liền với trách nhiệm của người giữ chức vụ chính thức. Kushner trước đây đã vun đắp mối quan hệ với các nhà lãnh đạo Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, làm việc trong các dự án như thỏa thuận hòa bình giữa Israel và các quốc gia vùng Ả Rập. Những người chỉ trích chỉ ra lợi ích tài chính của Kushner trong khu vực, làm dấy lên mối quan ngại về tính minh bạch và những xung đột tiềm ẩn. Công ty đầu tư của ông đã nhận được sự hỗ trợ từ các quỹ đầu tư quốc gia có liên kết với các quốc gia như là Ả Rập Saudi, làm phức tạp thêm những nhận thức về tính công bằng. Ảnh hưởng của Kushner trong việc ngoại giao Trung Đông vừa được ca ngợi vì tạo điều kiện thuận lợi cho các thỏa thuận, vừa bị giám sát chặt chẽ vì kết hợp dịch vụ công với lợi ích cá nhân. Tính hai mặt trong vai trò của ông ta nhấn mạnh đến các cuộc tranh luận đang diễn ra về mối quan hệ cá nhân, chính trị và kinh doanh trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Phiên tòa xét xử một di dân không có giấy tờ bị buộc tội giết sinh viên điều dưỡng ở Georgia. Phiên tòa xét xử Jose Antonio Ibarra, một người di cư không có giấy tờ từ Venezuela, bị buộc tội giết sinh viên điều dưỡng Lincoln Riley của Đại học Georgia, đã thu hút sự chú ý của toàn quốc và khơi lại các cuộc thảo luận về chính sách nhập cư và biên giới Hoa Kỳ. Phiên tòa xét xử tại tòa bắt đầu vào ngày hôm nay 15 tháng 11 ở Athens, Georgia, nơi một thẩm phán thay vì bồi thẩm đoàn xác định tội hay là sự vô tội của Ibarra. Nạn nhân 22 tuổi tên Lincoln Riley được khám phá đã chết gần một hồ nước trong khuôn viên trường hồi tháng 2. Cảnh sát đã xác định Ibarra là nghi can thông qua đoạn phim an ninh của trường, bằng chứng vật lý và ý kiến của cộng đồng. Các công tố viên đã buộc tội anh ta 10 tội danh bao gồm giết người có chủ đích, nhiều tội danh giết người nghiêm trọng và hành hung nghiêm trọng với mục đích hiếp dâm. Các nhà chức trách đã mô tả tội ác này là tội phạm cơ hội, không có bằng chứng nào cho thấy Ibarra và Riley quen biết nhau. Ibarra không nhận tội và đã chọn phiên tòa xét xử tại tòa vào đầu tuần này, bỏ qua quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn. Phiên tòa được dự kiến sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng nay. Cả bên bào chữa lẫn bên công tố đều bị cấm thảo luận về vụ án với giới truyền thông. Vụ án này đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi với nhiều người theo dõi chặt chẽ diễn biến của phiên tòa. Cuộc chiến Israel và Hezbollah khiến cho nền kinh tế Lebanon thiệt hại tới 8.5 tỷ Mỹ Kim trong 13 tháng qua. Theo đánh giá ban đầu của Ngân hàng Thế giới, cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah ước tính đã khiến nền kinh tế Lebanon thiệt hại 8.5 tỷ Mỹ Kim trong 13 tháng. Theo báo cáo công bố hôm thứ Năm 14 tháng 11, Ngân hàng Thế giới cho biết riêng về các công trình vật chất đã bị tàn phá bởi nhiều năm khủng hoảng kinh tế. Lebanon đã phải chịu thiệt hại lên tới 3.4 tỷ Mỹ Kim và thiệt hại kinh tế lên tới 5.1 tỷ Mỹ Kim kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái. Theo Bộ Y tế Lebanon, cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của gần 3.400 người và làm bị thương gần 14.500 người khác tại Lebanon kể từ tháng 10 năm 2023. Cuộc chiến đã leo thang vào đầu tháng trước khi Israel
phát động cái mà họ gọi là chiến dịch trên bộ hạn chế để trục xuất Hezbollah khỏi miền nam Lebanon. Trong cuộc xung đột kéo dài 13 tháng, hơn 1.3 triệu người đã phải di tản, 875.000 người trong số họ ở trong nước, với phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật và người tị nạn có nguy cơ cao nhất. Cùng với chi phí về con người, cuộc chiến đã gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể, ước tính cắt giảm tăng trưởng GDP thực tế của Lebanon ít nhất là 6.6% trong năm 2024, theo Ngân hàng Thế giới cho biết. Ngân hàng Thế giới cho biết ước tính có tới 166.000 công nhân đã mất việc làm, tương ứng với 168 triệu Mỹ kim tiền lợi tức bị mất. Theo báo cáo thì gần 100.000 ngôi nhà đã bị hư hại một phần hoặc toàn bộ, lên tới 3.2 tỷ Mỹ kim tiền mất mát và thiệt hại. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng sự gián đoạn đối với thương mại và thiệt hại về nông nghiệp ước tính lên tới hơn 3 tỷ Mỹ kim. Tổng thống Joe Biden đang khép lại nhiệm kỳ của mình bằng một loạt các chuyến công du. Những tháng cuối cùng tại nhiệm kỳ tổng thống, Joe Biden được đánh dấu bằng một loạt hoạt động ngoại giao. Đỉnh điểm là việc ông tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương gọi là APEC tại Peru. Hành trình ngoại giao của tổng thống Joe Biden qua Nam Mỹ nhấn mạnh đến cả những thành tựu lẫn thách thức trong nhiệm kỳ tổng thống của ông khi nhiệm kỳ này sắp kết thúc. Trong khi tham dự các hội nghị thượng đỉnh cao cấp như là diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương hoặc là APEC tại Peru và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil, ông Biden đã đặt mục tiêu củng cố các liên minh và giải quyết các vấn đề toàn cầu cấp bách, bao gồm biến đổi khí hậu và quan hệ đối tác thương mại. Chương trình nghị sự của ông bao gồm các cuộc họp quan trọng, chẳng hạn như đối thoại ba bên với Nhật Bản và Nam Hàn và cuộc gặp gỡ riêng quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, sự chú ý của toàn cầu đang ngày càng hướng về Tổng thống đắc cử Donald Trump. Các nhà phân tích lưu ý rằng tầm nhìn chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump tạo ra sự bất ổn cho các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, những người đang hiệu chính lại các chiến lược của họ để chuẩn bị cho sự trở lại của ông Trump. Động thái này làm tăng thêm sự phức tạp cho các hoạt động ngoại giao của ông Biden, vì nhiều nhà lãnh đạo hiện nay đang hướng đến những mục tiêu xa hơn là chính quyền của ông. Chuyến đi của ông Biden cũng bao gồm một khoảnh khắc lịch sử. Ông sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên đến thăm rừng nhiệt đới Amazon, cho thấy cam kết của chính quyền ông cho việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chuyến thăm này cũng phù hợp với chương trình nghị sự rộng lớn hơn về môi trường của ông, nhưng trái ngược với lập trường trước đây của ông Trump về các vấn đề như trên, cũng làm nổi bật những thay đổi tiềm tàng trong định hướng chính sách của Hoa Kỳ dưới thời chính quyền mới. Hành động ngoại giao cuối cùng mà ông Biden làm là minh chứng cho sự lãnh đạo toàn cầu của ông, ngay cả khi ông phải đối mặt với thực tế của quá trình chuyển đổi sang một vị tổng thống mới. Người dân New Zealand tuần hành về phía Wellington để phản đối dự luật hiệp ước bản địa. Các cuộc biểu tình ở New Zealand phản đối một dự luật gây tranh cãi nhằm diễn giải lại văn kiện lập quốc 1.184 năm tuổi của đất nước này. Đó là hiệp ước Waitangi, ngày càng gia tăng. Khoảng 10.000 người, nhiều người mặc trang phục truyền thống của người Maori và mang theo cờ đã tham gia một cuộc diễn hành toàn quốc được gọi là Hikoi hướng về Wellington. Những người biểu tình đang lên tiếng bày tỏ lo ngại về biện pháp này nhằm hạn chế phạm vi diễn giải của Hiệp ước năm 1840 được ký kết giữa Vương miện Anh và các tù trưởng người Maori. Những người chỉ trích cho rằng dự luật này có thể làm suy yếu các quyền của người Maori được bảo vệ theo hiệp ước, trong khi những người ủng hộ thì cho rằng nó giải quyết được tình trạng phân biệt đối xử đối với công dân không phải là người bản địa. Cuộc biểu tình nêu bật những căng thẳng sâu sắc xung quanh các nghĩa vụ theo hiệp ước và công bằng tại New Zealand. Các thành viên quốc hội người Maori đã dàn dựng một điệu nhảy Haka, một điệu nhảy chiến tranh truyền thống để phá vỡ cuộc tranh luận của quốc hội về dự luật. Những người biểu tình cũng dự kiến sẽ đến Wellington vào ngày thứ ba với các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng khắp các thị trấn trên toàn quốc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo chỉ trích gây gắt nhà tù quận Fulton của Atlanta. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành một bản báo cáo lên án nhà tù quận Fulton ở Atlanta, tiểu bang Georgia, sau cuộc điều tra kéo dài 16 tháng của Ban Dân quyền. Cuộc điều tra được thúc đẩy bởi cái chết của tù nhân tên là Sean Thompson hồi năm 2022 đã tiết lộ rằng điều kiện của cơ sở này là vô nhân đạo, bạo lực và nguy hiểm, lên tới mức mà các quan chức mô tả là bản án tử hình đối với hàng chục tù nhân. Những khám phá chính bao gồm tù nhân phải chịu đựng môi trường mất vệ sinh và xuống cấp. Ví dụ là Sean Thompson được đưa vào khoa sức khỏe tâm thần và chết vì suy dinh dưỡng trong điều kiện bẩn thỉu, được cho là bị cháy giật xâm nhập. Bộ Tư pháp xác định anh ta bị bỏ mặc cho đến chết. Việc chăm sóc tại nhà tù không đáp ứng được các tiêu chuẩn hiến pháp, không được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ y tế và sức khỏe tâm thần thiết yếu. Cơ sở này cũng đang phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng bạo lực, bao gồm cả tình trạng bạo lực thường xuyên giữa các tù nhân. Ngoài ra, báo cáo còn nêu bật việc sử dụng vũ lực quá mức và không cần thiết của nhân viên nhà tù.
Tình trạng quá tải của nhà tù cũng làm trầm trọng thêm những vấn đề này, gây căng thẳng cho các nguồn lực và làm tăng thêm rủi ro cho sự an toàn của tù nhân. Các quan chức của quận Phố Tân cũng tuyên bố họ đã thực hiện các bước để giải quyết những vấn đề này, bao gồm giảm tình trạng quá tải và đầu tư vào các giải pháp cải thiện nhà ở và công nghệ. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cảnh báo rằng nếu những lo ngại này không được giải quyết trong vòng 49 ngày, thì có thể sẽ phải có hành động pháp lý. Cuộc điều tra này diễn ra trong bối cảnh cơ sở này đang bị giám sát chặt chẽ trên toàn quốc, nơi cũng là tâm điểm chú ý hồi năm ngoái, khi cựu Tổng thống Donald Trump bị giam giữ trong quá trình truy tố của ông. Trong khi đó, thì gia đình của LaShawn Thompson đã đạt được thỏa thuận giải quyết trị giá 4 triệu Mỹ Kim với quận sau khi ông qua đời. Những khám phá của Bộ Tư pháp là lời nhắc nhở rõ ràng về những thất bại trong mang tính hệ thống trong hệ thống giam giữ của Hoa Kỳ và nhu cầu cấp thiết về các cải cách để bảo đảm việc đối xử nhân đạo với những cá nhân đang chờ được xét xử. Phản ứng từ Nga về những lựa chọn của ông Trump cho chính quyền mới. Phản ứng của Nga đối với các lựa chọn nội các của Donald Trump phản ánh những tình cảm trái chiều, với một số phân biệt nhân vật được khen ngợi và những người khác thì phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt. Pete Hegseth là Bộ trưởng Quốc phòng được chỉ định và Mike Waltz là Cố vấn An ninh Quốc gia sắp tới đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các phương tiện truyền thông do nhà nước Nga kiểm soát. Việc Waltz ủng hộ việc khai triển thêm máy bay không người lái của Hoa Kỳ tại Hắc Hải và những bình luận của ông về những lời đe dọa ném bom ở Điện Kremlin được cho là của ông Trump đã gây ra sự lên án mạnh mẽ. Truyền thông Nga đã gắn họ vào một phần của đội hình trong mơ của những người theo chủ nghĩa bài Nga và ám chỉ rằng họ coi những cuộc bổ nhiệm này là sự đối đầu và có khả năng làm gia tăng căng thẳng. Còn Matt Gaetz thì được đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp và Tulsi Gabbard được chọn làm Giám đốc Tình báo Quốc gia thì đã nhận được sự đưa tin tích cực. Gabbard nói riêng được khen ngợi vì hiểu được quan điểm của Nga về Ukraine. Những bình luận trước đây của bà chỉ trích cách chính quyền Biden giải quyết vụ xung đột và công nhận lý do chính đáng của Nga cho các hành động của mình đã được nêu bật là phù hợp với các câu chuyện của Điện Kremlin. Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ mong muốn hợp tác với ông Trump ngay cả trước khi ông nhậm chức và báo hiệu một sự thiết lập lại tiềm năng trong quan hệ Hoa Kỳ và Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã chỉ trích chính quyền mới nói chung, phản ánh sự thất vọng đang diễn ra với chính sách của Hoa Kỳ và sự hoài nghi về việc liệu rằng sự lãnh đạo của ông Trump có mang lại thay đổi đáng kể hay không. Phản ứng trái chiều này cũng nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của Điện Kremlin, nêu bật những nhân vật mà họ cho là có lợi cho lợi ích của họ, trong khi lên án những người mà họ cho là hiếu chiến hoặc chống Nga. Những câu chuyện này có thể nhằm mục đích tác động lên cả khán giả trong nước lẫn nhận thức quốc tế về chính quyền mới của ông Trump. Tổ chức theo dõi nhân quyền cáo buộc Israel di tản hàng loạt ở Gaza tới mức phạm tội chiến tranh. Bản báo cáo gần đây của tổ chức theo dõi nhân quyền hoặc là Human Rights Watch đã tăng cường giám sát các hành động quân sự của Israel ở dải Gaza, cáo buộc rằng chúng là tội ác chiến tranh và có khả năng là thành trừng sắc tộc. Báo cáo nhấn mạnh đến quy mô lớn của tình trạng di rời cưỡng bức trong dân số Gaza với ước tính là 1.9 triệu người phải di tản, hơn 90% dân số của vùng lãnh thổ này, theo ước tính của Liên Hợp Quốc. Bản báo cáo chỉ trích các lệnh di tản do quân đội Israel ban hành là không nhất quán, không được truyền đạt đầy đủ và thường khiến cho dân thường gặp nguy hiểm nhiều hơn. Báo cáo của Human Rights Watch phân tích 184 lệnh di tản và cáo buộc rằng các khu vực an toàn và các tuyến đường di tản được chỉ định đã nhiều lần bị Israel tấn công, trái ngược tới mục tiêu đã nêu của Israel là giảm thiểu thiệt hại cho thường dân. Báo cáo mô tả hệ thống di tản là một cơ chế cố tình làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của thường dân và cho rằng nó phù hợp với các mô hình di tản cưỡng bức bị luật pháp quốc tế cấm. Giới chức của Israel cũng khẳng định rằng hành động của họ tuân thủ luật pháp quốc tế và đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại cho thường dân, chỉ ra các cảnh báo như là truyền đơn và thông báo trên loa phóng thanh. Tuy nhiên, các báo cáo từ Gaza lại kể một câu chuyện khác, với những người phải di tản chạy trốn với rất ít đồ đạc, vật lộn để tìm kiếm sự an toàn và phải đối mặt với những cuộc tấn công ngay cả trong nơi trú ẩn. Những khám phá của Human Rights Watch là một phần trong mối quan ngại lớn hơn về tình hình nhân đạo tại Gaza, nơi mà tình trạng thiếu lương thực, nước và vật dụng y tế vẫn tiếp diễn trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra. Các cuộc tấn công vào trường học chuyển thành nơi trú ẩn và các cơ sở hạ tầng dân sự khác nhấn mạnh đến tình trạng thiếu nơi cư trú an toàn trong vùng đất bị bao vây này. Những cáo buộc này cũng đặt ra những câu hỏi cấp bách hơn về trách nhiệm giải trình, việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và việc bảo vệ thường dân ở các khu vực có xung đột. Chuyến bay của Scandinavian Airlines đến Miami phải quay trở lại châu Âu vì nhiều nhiễu loạn nghiêm trọng.
Một chuyến bay của hãng hàng không Scandinavian Airlines đang trên đường đến Miami, Florida, Hoa Kỳ đã bị buộc phải quay trở lại châu Âu hôm thứ Năm 14 tháng 11 vì sự nhiễu loạn nghiêm trọng của không khí làm rung chuyển máy bay và làm gián đoạn cabin. Sự việc xảy ra khi máy bay chở theo 254 hành khách bay qua Greenland. Người ta báo cáo rằng các vật dụng đã bay qua cabin và một hành khách mô tả đã nhìn thấy một người không thắt dây an toàn đập vào trần máy bay trong lúc nhiễu loạn. Trong một tuyên bố thì hãng hàng không giải thích rằng chuyến bay đã được chuyển hướng đến Copenhagen ở Đan Mạch thay vì tiếp tục bay đến Miami. Quyết định này được đưa ra vì hãng hàng không không có đủ nguồn lực cần thiết tại Miami để kiểm tra máy bay đúng cách sau biến cố. May mắn thay không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo trong số hành khách hoặc phi hành đoàn. Công đoàn công nhân thành phố Philadelphia bỏ phiếu cho phép đình công. Hàng ngàn công nhân thành phố Philadelphia đại diện bởi Công đoàn Liên đoàn Công nhân tiểu bang, quận và thành phố Hoa Kỳ viết tắt là AFSCME đã bỏ phiếu để cho phép đình công. Hành động này trao quyền cho các nhà lãnh đạo công đoàn được kêu gọi đình công nếu các cuộc đàm phán với thành phố không đạt được thỏa thuận. Mặc dù cuộc đình công vẫn chưa được tuyên bố, nhưng khả năng xảy ra vẫn còn rất lớn. Công đoàn đại diện cho người lao động trong các dịch vụ thiết yếu của thành phố, bao gồm các sở vệ sinh và cấp nước. Nhân viên đã làm việc mà không có hợp đồng kể từ tháng 7. Việc cho phép đình công báo hiệu căng thẳng leo thang và nhấn mạnh đến sự thất vọng của công đoàn trước tình trạng đàm phán hợp đồng không có tiến triển. Một cuộc đình công nếu được kêu gọi có thể sẽ làm gián đoạn các dịch vụ quan trọng của thành phố. Các nhà lãnh đạo công đoàn và quan chức thành phố có thể đang chịu áp lực phải giải quyết bế tắc nhằm tránh kết quả như vậy. Công bố các nghiên cứu chi tiết đầu tiên về các mẫu vật từ mặt xa của mặt trăng. Phân tích gần đây về các mẫu vật trên mặt trăng do sứ mệnh Chang'e 6 của Trung Quốc mang về đã hé lộ những hiểu biết mới đáng kể về mặt xa của mặt trăng. Các mẫu vật chứa đá núi lửa có niên đại 2.8 tỷ năm cho thấy hoạt động núi lửa gần đây hơn so với suy nghĩ trước đây. Các mẫu vật thể hiện dấu hiệu hóa học khác so với các mẫu vật thời Apollo, đặc biệt là về những nguyên tố phóng xạ. Những khám phá này thách thức những mô hình hiện có về lịch sử địa chất của mặt trăng và cung cấp những manh mối có giá trị về sự hình thành của tiến hóa của mặt trăng. Nghiên cứu mang tính đột phá này mang đến một góc nhìn mới về quá khứ của mặt trăng. Bằng cách nghiên cứu những mẫu vật độc đáo kể trên, các khoa học gia có thể hiểu sâu rộng hơn về bề mặt của mặt trăng, thành phần của nó và các quá trình hình thành nên nó trong hàng tỷ năm. Kiến thức này có thể có ý nghĩa đối với hoạt động thám hiểm mặt trăng trong tương lai và việc sử dụng tài nguyên tiềm năng. Khi các nhà khoa học tiếp tục phân tích các mẫu lấy từ Chang'e 6, chúng ta có thể mong đợi nhiều khám phá thú vị hơn nữa sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ này đại diện cho một bước tiến đáng kể trong khoa học mặt trăng và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế trong việc thám hiểm không gian. Tổng thống đắc cử Donald Trump phá vỡ một chuẩn mực đã tồn tại từ lâu ở Washington. Trong quá trình chuyển giao quyền lực sang vị trí tổng thống, nhóm của ông Donald Trump đã trở thành tiêu điểm chú ý vì đã bỏ qua việc kiểm tra lý lịch của FBI theo truyền thống đối với một số ứng viên nội các của ông. Hành động này được coi là sự phá vỡ các chuẩn mực lâu đời ở Washington, nơi mà cơ quan FBI thường thường tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng những người được bổ nhiệm tiềm năng để bảo đảm không có xung đột lợi ích hoặc lo ngại về an ninh quốc gia. Nhóm của ông Trump đã chọn sử dụng các công ty tư nhân để tiến hành kiểm tra lý lịch với lý do lo ngại về sự chậm trễ được nhận thấy và khả năng chính trị hóa trong quá trình thẩm tra của FBI. Các đồng minh của ông Trump lập luận rằng các cuộc điều tra của FBI có thể phát hiện ra thông tin có khả năng gây xấu hổ và được sử dụng để chống lại những người được bổ nhiệm cho mục đích chính trị. Mặc dù vậy, quyết định cuối cùng về việc đề cử ai vẫn nằm trong tay của chính ông Trump vì Tổng thống có thẩm quyền theo hiến pháp để lựa chọn những thành viên nội các. Cách tiếp cận thẩm tra này mặc dù không theo thông lệ nhưng phản ánh sự hoài nghi rộng rãi hơn của ông Trump đối với các quy trình và thể chế truyền thống của Washington và bị chỉ trích từ những người cảm thấy đã họ né tránh sự giám sát cần thiết đối với các vị trí cao cấp trong chính phủ. Ấn Độ đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn để chống ô nhiễm không khí độc hại. Ấn Độ đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đặc biệt là tại thủ đô Tân Delhi, nơi mà khói bụi độc hại đã đạt đến mức báo động. Để ứng phó với phẩm chất không khí ngày càng tệ hại đi, chính phủ đã thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các biện pháp này bao gồm lệnh cấm các công trình xây dựng không cần thiết và chuyển tất cả các lớp học tiểu học sang hình thức trực tuyến để tránh cho trẻ em tiếp xúc với không khí độc hại. Phẩm chất không khí tại Delhi đã đạt đến mức nghiêm trọng với nồng độ các hạt bụi cao gấp 40 lần ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Không khí độc hại này là hỗn hợp của khí thải từ xe cộ, ô nhiễm công nghiệp và khói từ hoạt động đốt nông nghiệp, đặc biệt là vào mùa đông khô hanh.
tình trạng ô nhiễm đang ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và những người mắc các bệnh về đường hô hấp từ trước. Các bệnh viện đang chứng kiến sự gia tăng số lượng bệnh nhân mắc phải trở ngại về hô hấp nghiêm trọng, trong khi nhiều người như là Aditya Kumar Shukia, 85 tuổi, cố gắng ở trong nhà. Tuy nhiên, đối với những người khác như là Mohammad Ibrahim, thì một tài xế xe hơi, cuộc sống hàng ngày buộc họ phải ra ngoài để hít thở không khí ô nhiễm. Bất chấp nhiều nỗ lực khác nhau nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, chẳng hạn như dừng một số công việc ngoài trời và chuyển hướng các chuyến bay do tầm nhìn kém, những người chỉ trích cho rằng những biện pháp của chính phủ Ấn Độ không hiệu quả trong việc chống lại cuộc khủng hoảng. Khi không khí độc hại tiếp tục hoành hành tại miền Bắc của Ấn Độ, người dân và chính quyền đều phải đối mặt với thách thức liên tục cho việc quản lý ô nhiễm không khí và các tác động có hại đến sức khỏe của nó. Một cựu cảnh sát viên Missouri bị buộc tội ăn cắp hình và video riêng tư của phụ nữ trong khi dừng xe. Cựu cảnh sát ở Florissant, Missouri là Julian Alcala đang phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm 20 tội nhẹ và một tội nghiêm trọng vì bị cáo buộc là ăn cắp hình ảnh và video riêng tư của phụ nữ trong khi dừng xe. Alcala là người bị buộc tội lấy và gửi video từ điện thoại của nạn nhân mà không được sự đồng ý, đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang liên quan đến những hành động này. Ngoài ra các cáo buộc thì Alcala còn bị nêu tên trong 6 vụ kiện liên bang do các nạn nhân bị cáo buộc đệ trình. Một trong những nạn nhân được luật sư J.C. Pleban đại diện đã tuyên bố rằng Alcala đã lấy điện thoại của cô trong khi ngừng xe, gửi một đoạn video riêng tư của cô và bạn trai cho chính mình và rồi xóa bằng chứng. Khách hàng của Pleban đã ngay lập tức liên lạc với FBI sau khi khám phá ra vụ trộm. Alcala bị cáo buộc có những hành động tương tự liên quan đến những nạn nhân khác. Với việc sở cảnh sát Florissant tuyên bố rằng họ không biết về hành vi bất hợp pháp của anh ta và không có cảnh sát nào khác tham gia. Bản cáo trạng này đã khép lại một số sự việc cho các nạn nhân, mặc dù luật sư của họ nhấn mạnh rằng họ vẫn đang tìm sự giải trình từ sở cảnh sát Florissant. Alcala dự kiến sẽ tự nộp mình cho cảnh sát liên bang Hoa Kỳ ngày thứ Sáu 15 tháng 11. Tòa án tối cao Texas ra phán quyết việc hành quyết Robert Robertson có thể được tiến hành. Tòa án tối cao của tiểu bang Texas đã phán quyết rằng việc hành quyết Robert Robertson bị kết tội giết con gái 2 tuổi của mình vào năm 2002 có thể được tiến hành. Việc hành quyết Robertson ban đầu được hoạch định vào tháng 10, nhưng một ủy ban hạ viện đã ban hành lệnh triệu tập để hoãn lại và yêu cầu ông làm chứng. Tuy nhiên, tòa án tối cao Texas đã bác bỏ hành động này và mở đường cho việc ấn định một ngày thi hành bản án mới. Bản án của Robertson dựa trên những cáo buộc rằng con gái của ông đã chết vì hội chứng rung lắc trẻ sơ sinh, nhưng nhóm luật sư của ông lại cho rằng chẩn đoán này là bị bác bỏ và làm dấy lên câu hỏi về tính hợp lệ của bản án kể trên. Các thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ đã gây ấn tượng mạnh trong phần thi trang phục dân tộc. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ đã có một bước ngoặt của ngoạn mục đêm thứ năm ngày 14 tháng 11 với phần thi trang phục dân tộc, nơi 126 thí sinh trình diễn những bộ trang phục công phu làm nổi bật di sản văn hóa và truyền thống của quốc gia của họ. Được tổ chức tại Arena CDMX ở Mexico City, sự kiện này là một phần của vòng loại dẫn đến đêm chung kết hoành tráng hôm thứ Bảy. Trang phục dân tộc của các thí sinh là một loạt những thiết kế phức tạp, bắt mắt, từ trang phục truyền thống đến những sáng tạo lớn hơn cả cuộc sống. Mỗi trang phục đều đại diện cho quê hương của thí sinh theo một cách độc đáo. Sự kiện được mong đợi này được tiếp nối bằng một cuộc thi đồ tắm, góp phần tạo nên sự phấn khởi cho buổi tối. Những người chiến thắng của cả hai phần sẽ được công bố ngày thứ Bảy trước khi những người vào chung kết được rút gọn xuống còn 30 thí sinh. Sau đó thì 30 người này sẽ bước vào vòng chung kết tranh tài để giành được vương miện hoa hậu Hoàn Vũ danh giá. Cuộc thi tiếp tục thu hút khán giả trên toàn thế giới với sự tôn vinh sôi động của các nền văn hóa về vẻ đẹp toàn cầu. Một cựu chiến binh đệ nhị thế chiến kỷ niệm sinh nhật lần thứ 104 của mình tại Bangor, Maine. Ed Hendrickson là một cựu chiến binh đệ nhị thế chiến đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 104 đáng nhớ của mình ngày thứ Năm 14 tháng 11 tại Bangor ở Maine với sự tham gia của bạn bè, nhân viên và gia đình tại một cơ sở chăm sóc người cao niên. Điểm quan trọng trong lễ kỷ niệm của ông là chuyến thăm bất ngờ của người con gái của ông tên Ellen, người đã bay từ Utah đến. Hồi đầu tuần, Hendrickson cũng có cơ hội dành thời gian cho con trai mình là Eric, người đã cùng ông tham dự lễ diễn hành ngày cựu chiến binh. Hendrickson là người nổi tiếng với thái độ tích cực và khả năng phục hồi, đã chia sẻ bí quyết sống lâu của mình, duy trì thái độ tích cực và đối mặt với mọi thử thách bằng nụ cười. Để vinh danh sinh nhật quan trọng của mình, ông đang gây quỹ cho Hội Bảo vệ Động vật Bangor với mục đích là gây quỹ 6.000 Mỹ Kim vào cuối năm này. Hoạt động gây quỹ này là minh chứng cho tinh thần cống hiến không ngừng của ông và cam kết hỗ trợ đắc lực vào các mục đích gần gũi với trái tim của mình.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh gia đình toàn quốc về fentanyl. Tại hội nghị thượng đỉnh gia đình toàn quốc về fentanyl của DEA năm 2024, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã có một bài phát biểu gửi đến các gia đình đã mất người thân vì ngộ độc ma túy hoặc là dùng thuốc quá liều, nhấn mạnh đến mục đích chung là ngăn ngừa những thảm kịch tiếp theo. Ông Garland đã cảm ơn các gia đình vì lòng dũng cảm khi chia sẻ câu chuyện của họ và vì những nỗ lực của họ để tôn vinh ký ức về những người thân đã mất. Ông nhấn mạnh rằng Bộ Tư pháp cam kết hỗ trợ những gia đình này và nỗ lực chống lại nạn dịch dùng thuốc quá liều. Hội nghị thượng đỉnh đóng vai trò là nền tảng để cho các gia đình, đối tác liên bang và các nhóm cộng đồng cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác để ngăn ngừa thêm các trường hợp tử vong liên quan đến ma túy. Bài phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh đến cam kết của Bộ đối với mục tiêu này và tầm quan trọng của hành động tập thể nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng fentanyl. Kiểm soát viên không lưu đã ngăn một chuyến bay của American Airlines đâm vào núi. Hôm thứ Tư 13 tháng 11, một chuyến bay của hãng American Airlines khởi hành từ phi trường quốc tế Honolulu đã được hướng dẫn tăng độ cao nhanh chóng ngay sau khi cất cánh để tránh đâm vào những ngọn núi gần đó. Theo Cục Hàng không Liên bang tức FAA, chuyến bay hướng đến Los Angeles, California đã không thực hiện đúng lượt rẽ đã chỉ định. Các nhân viên kiểm soát không lưu đã phản ứng bằng cách chỉ đạo cho máy bay nhanh chóng tăng độ cao để ngăn ngừa tình huống va chạm với các đỉnh núi nằm cách độ cao ban đầu của máy bay vào khoảng 1.500 feet. Chuyến bay cuối cùng đã vượt qua được địa hình một cách an toàn và dữ liệu theo dõi chuyến bay xác nhận rằng máy bay đã bay qua các ngọn núi mà không có trở ngại gì. Chiến dịch ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Iran về Israel đã nhận được giải thưởng. Cuộc tấn công ngày 13 tháng 4 liên quan đến hơn 300 máy bay không người lái và hỏa tiễn do Iran phóng vào Israel đã nhấn mạnh đến sự phức tạp của chiến tranh hiện đại. Đây là một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn sau khi Israel nhắm mục tiêu vào một lãnh sự quán Iran ở Syria. Không quân Hoa Kỳ, trong lần chạm trán lớn đầu tiên với một dàn máy bay không người lái kéo dài có quy mô như vậy, đã chặn được 70 máy bay không người lái và 3 hỏa tiễn đạn đạo nhờ vào nỗ lực phối hợp của các phi công chiến đấu như là thiếu tá Benjamin Irish Coffey. Máy bay phản lực F-15 phải đối mặt với những thách thức đáng kể vì máy bay không người lái có giá thành rất rẻ, di chuyển chậm và có khả năng tránh né các hệ thống radar định vị tinh vi. Sự kiện này nhấn mạnh đến nhu cầu ngày càng tăng của quân đội cho việc điều chỉnh những chiến lược và công nghệ để chống lại mối đe dọa cũng ngày càng tăng của chiến tranh máy bay không người lái. Lòng dũng cảm của các phi hành đoàn trên không và trên mặt đất đã được ghi nhận bằng những giải thưởng, phản ánh vai trò quan trọng của họ trong việc giảm thiểu thiệt hại trong cuộc tấn công chưa từng có này. Và sau đây là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Cổ phiếu lao dốc vào hôm thứ Sáu khi đợt phục hồi hậu bầu cử tan biến và các nhà đầu tư lo lắng về lộ trình của lãi suất. Sự sụt giảm của cổ phiếu ngành dược phẩm đã gây áp lực lên Dow Jones gồm 30 cổ phiếu và S&P 500, với Amgen giảm khoảng 4.2% và Moderna giảm 7.3%. Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết hôm thứ Năm rằng ông có kế hoạch đề cử người hoài nghi về tiêm chủng Robert F. Kennedy Jr. làm người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. SPDR S&P Biotech đã giảm hơn 5% và ghi nhận tuần lễ tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Ngành công nghệ thông tin của S&P 500 là gốc hoạt động kém nhất của thị trường, giảm hơn 2% khi Nvidia, Meta Platforms, Alphabet và Microsoft lao dốc. Tesla là một ngoại lệ hiếm hoi trong số 7 công ty mạnh cùng ngành gọi là Magnificent Seven, khi cổ phiếu của Tesla và cái gọi là Trump Trade tăng 3%. Dữ liệu bán lẻ tháng 10 và thứ Sáu cho thấy mức tăng 0.4%, tốt hơn một chút so với dự báo 0.3% từ các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò. Người giao dịch cũng đã vật lộn với những bình luận gần đây của Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Jerome Powell, người đã nói vào thứ Năm rằng Ngân hàng Trung ương không vội vàng cắt giảm lãi suất. Ông lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sẽ cho phép các nhà hoạch định chính sách có thời gian để quyết định mức độ cắt giảm lãi suất. Và các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones giảm 305.87 điểm, tương đương với 0.70%, kết thúc ở mức 43.444.99. Chỉ số S&P 500 giảm 78.55 điểm, tương đương với 1.32%, kết thúc ở mức 5.870.62. Chỉ số Nasdaq giảm 427.53 điểm, tương đương với 2.24%, kết thúc ở mức 18.680.12. Giá vàng giảm 6.5 mỹ kim, tương đương với 0.25%, đóng cửa ở mức 2.566.40 mỹ kim một troy ounce. Giá dầu thô cũng giảm 1 đồng 70 xu, tương đương với 2.47%, và đóng cửa ở mức 67 mỹ kim một thùng.
Thưa quý vị, phần tin về thị trường chứng khoán vừa qua đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay của Đài Việt Face TV với phần trình bày của Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ hai tuần tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần yên vui. Chương trình thời sự buổi tối của Việt Face TV được bảo trợ bởi Domaval Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas.